Hôm nay tôi giới thiệu với các bạn phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn à, cho cái tài liệu quy định số 114 ngày 11 tháng 7 năm 2020 về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. Thì các bạn có nhu cầu à, học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm.vn Hãy kết nối Zalo lô à, với thầy giáo thạc sĩ Lê Văn Quang theo số điện thoại 0912-595654 hoặc 0943078123 để được hướng dẫn. À, các bạn à, vào Google, các bạn tải à, cái file quy định à, 114 này à, lưu vào máy tính của các bạn. Hãy sau đó các bạn mở cái file này lên. À, khi các bạn mở cái file này lên thì nó chia lớp màn hình thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào nốt điều khiển cửa sổ dấu trừ đối với Windows nằm ở bên góc phải trên cùng màn hình đối với Macbook nó nằm bên tay trái à, các bạn chỉ mũi tên chuột vào dấu trừ nhấn nút trái chuột nó thu nhỏ lại các bạn lại muốn mở lên thì các bạn chỉ mũi tên chuột vào biểu tượng thu nhỏ à, nhấn nút trái thì nó mở lên chúng ta có thể mở nhiều cửa sổ cùng một lúc à, đối với Windows nó nằm bên góc tay phải trên cùng màn hình các bạn sau khi các bạn lưu được cái file này vào máy tính thì các bạn mở lên các bạn bắt đầu khởi động trình duyệt trên máy tính rồi các bạn gõ cái địa chỉ hình thức trắc nghiệm vn chú ý là đuôi vn thì xuất hiện cái giao diện như thế này là đúng rồi à, các bạn có cái danh mật khẩu ở mục nào chỉ đăng nhập vào mục đó được thôi thí dụ các bạn có cái danh tại mục số 2 môn kiến thức chung ôn tập dự thi nâng ngạch công chức các bạn để con trỏ tại mục số 2 nhấn nó trái chuột liên tiếp hai lần À, sau đó các bạn nhập ký danh mật khẩu khi các bạn có ký danh mật khẩu à, các bạn phải bí mật người khác biết được đăng nhập phần mềm à, mất thì các bạn mất lượt đăng nhập phần mềm à, và các bạn à, à, có khi không đăng nhập được nữa à, vì vậy các bạn phải bí mật cái mật khẩu của mình chọn login để đăng nhập vào phần mềm để xong khi vào phần mềm xong thì các bạn tìm đến cái tài liệu các bạn cần À, ví dụ trong trong cái danh tài liệu ở trong cái trang này nó có hàng trăm tài liệu rồi. À 150 tài liệu à, đang còn tiếp tục cập nhật update để phù hợp với các bạn cho những cái tài liệu mới nhất nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên. Thì các bạn cứ bình tĩnh các bạn tìm từ trên xuống dưới. Các bạn chỉ cần tìm những cái tài liệu các bạn cần, các bạn uh, bản ôn thôi. Thì các bạn có thời gian các bạn cần cần ôn nhiều được tốt chúng ta ôn để có kiến thức vượt qua kỳ thi và chúng ta ôn để có kiến thức khi chúng tuyển chúng ta làm việc tốt hơn, đó là cái mục đích của chúng ta. Đó, có kiến thức để vượt qua kỳ thi, có kiến thức để chúng ta làm việc tốt hơn. Đó, các bạn thấy đây rồi, mục số 171 đây này. Là câu hỏi trách nhiệm cho nghị định 114 kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. À, quyết định này các bạn để ý là phải thay thế cho quyết định 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019. Đó, các bạn phải lưu ý là cái quyết định này nó thay thế cho cái quyết định 205. Chúng ta nhấn nó trái chuột vào vào câu hỏi. Các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới, các bạn thấy cái thực hiện đề thi. Các bạn nhấn nó trái chuột vào thực hiện đề thi. Sau các bạn thấy xuất hiện chữ start, tiếng Anh có nghĩa là bắt đầu. các bạn nhấn vào start. Thì học lần đầu các bạn chưa cần phải làm bài. học lần sau các bạn có thể tiến hành thi thử. À để kiểm tra à tự kiểm tra đánh giá mình nắm được cái tài liệu này đến mức độ nào nếu nắm tốt rồi chuyển tài liệu khác nó chưa tốt thì chúng ta à, ôn lại cái tài liệu này à, nộp bài sớm thì chúng ta cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình à, bây giờ học lần đầu thì để chúng ta nạp kiến thức vào bộ óc các bạn thì các bạn cũng chọn finish ở góc tay trái màn hình này finish là hoàn thành rồi, rồi các bạn di chuyển con trỏ xuống phía dưới các bạn tìm thấy cái thực đơn nộp bài và kết thúc à, thực đơn nộp bài kết thúc thì như vậy học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm nó tiết kiệm một thời gian và nó phân rã cái tài liệu này ra nhiều ý nhỏ để các bạn học. Thế còn nếu các bạn chỉ đọc mình tài liệu không thì nó 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 trôi tuột đi và các phân cái kinh nghiệm dạy đại học thầy giáo thấy rằng là phải càng phân nhỏ các ý nhỏ thì chúng ta học chúng ta hiểu sâu hơn là một cái tài liệu rất nhiều kiến thức, rất nhiều thông tin. Mà bây giờ chúng ta đọc để chúng ta nạp vào bộ óc à, thì nó cũng được nhưng mà à, chúng ta muốn à, hiểu một cách sâu sắc. À, thì à, theo thầy kinh nghiệm ấy là phân giả các tài liệu này ra thành nhiều ý nhỏ, mỗi một ý là một câu hỏi trắc nghiệm à, để chúng ta học thì nó nó, nó rất, rất là lâu và rất tốt. Thí dụ như cái giả thiết chung câu 1 quy định 114 này vân vân. Thì hỏi là có bao nhiêu hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn đó, chúng ta để ý là lạm dụng chức vụ cái quyền hạn này chức vụ này vô quyền hạn không có chức vụ nhưng có quyền hạn thì vẫn lạm dụng mà thế cho nên là là đối với công chức là phải nắm được là có bao nhiêu hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn đó thì chúng ta để ý là phương án A là 8 hành vi phương án B là 13 hành vi lợi dụng là chức quyền nhiệm vụ quyền hạn phương án C là 7 phương án D là 11 thế thì đây là loại câu hỏi định lượng thì căn cứ vào đâu thì là đúng thì phần mềm chỉ cho các bạn căn cứ điều 3 thì các bạn kích chuột vào file đó các bạn tìm đến điều 3 à, như vậy là chúng ta mở đến chúng ta đọc điều 3 thì uh, chúng ta thấy là điều 3 thì uh, chúng ta thấy điều 3 thì trong điều 3 này thì à như vậy là nói là hành vi lợi dụng lạm dụng à chức vụ quyền hạn. Thì nó có khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4, khoản 5, khoản 8. Thì như vậy căn cứ vào đây thì đã chia thành 8 cái 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 cái, cái nhóm à lạm dụng. Đó, thì như vậy chúng ta thấy cái số lượng ở đây là 8. À như vậy các bạn thấy rằng là phương án chọn 8 là đúng. Vì sao đúng? Vì nó đúng như trong tài liệu, vì sao sai? Vì nó không đúng như trong tài liệu. Để gọi là sai. Thế thì 13 là không đúng, thì 7 không đúng, 11 không đúng, chỉ có 8 là đúng. Vì vậy các bạn phải ghi nhớ cái số định lượng này. Đó là 8. Đó, các bạn thấy đấy. À, như vậy chúng ta phải căn phân giả nó ra và căn cứ vào điều ba để giải quyết. À, đây là loại định lượng. À, sang cái câu khác các bạn à chỉ mũi tên chuột vào các ô này cũng được để các bạn chọn. Thí dụ như là loại câu hỏi định lượng là cái quy định 114 này à của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và, và chống chạy chức chạy quyền thì để thay thế cho quy định nào? Phương án A là thay thế cho quy định 105 này, phương án B là thay thế cho quy định 208 này, phương án C là thay thế cho quy định 205 à thay thế cho quy định bảy thì căn cứ điều 6 À, điều 16 thì các bạn kích chuột vào file à, Các bạn tìm đến điều 16 Đó các bạn để ý à, Thì chúng ta học là vừa học câu hỏi trách nhiệm Vừa học à, đọc tài liệu là như vậy à, Như vậy nó phân giã ra nó sẽ phụ hết tất cả các điều ở Trong quy trong cái quy quy định này Thì à, chúng ta để ý là à, có cơ sở vì sao Thì căn cứ điều 16 này à, Quy định này có hiệu lực kể từ ngày ký thay thế cho quyết định 205 ngày 23 tháng 9 năm 2019 à, chỉ dấu trừ thu nhỏ thì như vậy căn cứ điều 16 thì cái quy định 114 này thay thế cho quy định 205 thì loại câu với định lượng này à, thì buộc các bạn phải nạp dữ liệu vào bộ óc để các bạn ghi nhớ à, nhất là các con số này thì để khi à, rơi vào loại câu này thì các bạn nhận diện được ngay đó thì à, đây là cái loại câu hỏi mang tính chất định lượng À, các bạn để ý câu câu hỏi định lượng Các bạn di chuyển tiếp để chúng ta học các câu khác Cứ lần lượt từ trên xuống dưới à, Nó sẽ phân giá ra à, để các bạn học Thí dụ như cái câu số à, Câu 20 này chẳng hạn này Là nhận diện à, cái hành vi trong ngọc kép này Thí dụ như là cái giá trị trong ngọc kép này Là một cái hành vi Hành vi để người có quan hệ gia đình này, Người có mối quan hệ thân quen Lợi dụng chức vụ quyền hạn À, uy tín của bản thân tác động thao túng can thiệp vào các khâu trong công tác cán bộ thì cái hành vi này là gì là hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn hay là hành vi chạy chức chạy quyền hay là các hành vi tiêu tiêu cực khác thì như vậy cái phương pháp làm loại câu này là các bạn nhận diện cái 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 giá trị trong một kép này nó thuộc về hành vi nào à, trong các phương án đã cho À, như vậy cái cái câu mà có cả ba phương án thì từ từ tính đến ví dụ như là a đúng b đúng d đúng thì khi đó cả ba phương án đều đúng thì mới chọn cả ba phương án có một phương án không đúng thì sẽ loại trừ được cả ba phương án thì căn cứ vào đâu để giải quyết câu hỏi này thì các bạn căn cứ điều 3 thì học lần đầu này thì các bạn kích chuột vào file các bạn lại tìm đến điều 3 à, để các bạn đọc từng hành vi một của điều 3 À, các bạn đọc à, các cái, cái hành vi của điều 3. Thì các bạn nhận diện ra à, tài khoản 2 của điều 3. À, tài khoản 2 của điều 3. Đó, thì các bạn để ý à, tài khoản 2 của điều 3. À, các bạn cứ bình tĩnh, các bạn à, di chuyển, các bạn tìm lúc đầu thì chưa quên. Sao không quên cái phương pháp? Các bạn rất nhanh. Hành vi lợi dụng, lạm dụng, chức vụ, quyền hạn Các bạn để ý là có dấu phẩy đến chữ quyền hạn À, về làm công chức mà có thể không có chức vụ nhưng mà lại có quyền hạn à, khoản 2 để người có quan hệ gia đình có mối quan hệ thân quyền lợi dụng chức vụ quyền hạn uy tín của bản thân tác động thao túng can thiệp vào các khâu trong tác cán bộ thì cái nội dung tài khoản 2 này là à, nội dung của hành vi lợi dụng lạm dụng, dụng chức vụ quyền hạn ở điều 3 thì đây là cái tên điều 3 như vậy loại câu này À, chúng ta nhận diện cái giá trị ở trong các khoản nó thuộc vào à, tên điều nào đó thì đây là tên điều ba à, các bạn để ý cái, cái phương pháp là như vậy thì chúng ta nhận diện cái giá trị trong ngoặc kép này nó là hành vi thuộc điều ba mà điều ba có tên là hành vi à, lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn như vậy chúng ta chọn phương án A là đúng hắn à, không phải là hành vi chạy chức chạy quyền và cũng không phải là các hành vi tiêu cực khác từ đó các bạn suy ra cái phương pháp học loại câu này phần mềm hướng dẫn các bạn là các bạn tìm ra một cái cụm từ đặc trưng trong câu hỏi và đặc trưng trong phương án từ đó bạn nhận ra phương án trả lời à, để hướng dẫn các bạn không cần học thuộc vì thi trắc nghiệm nó phơi bày hết lên trên câu hỏi rồi để chúng ta nhận diện ra cái cụm từ này à, nó chính là cái hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn à, chứ nó không phải là chạy đó thì các bạn nhận diện được ngay học lần sau là các bạn tìm liếc mà phát nhận diện ra được cái giá trị này nó chính là thuộc hành vi nào trong các phương án đã cho à, cái phương pháp học như các bạn rút ra một cái kinh nghiệm à, là để nhận diện các các bạn không không cần phải học thuộc à, làm sao mà thuộc được à, vì nó phơi bày hết lên trên trên màn hình này các bạn nhận diện cái giá trị này để tìm ra cái cụm từ đặc trưng để mình suy luận bỏ nó rất thông minh này nó có suy luận thì chúng ta nhận diện cái cụm từ này là đánh phát ăn ngay ngay luôn đó là cái dạng câu các bạn chú ý thế này, đó cái phương pháp học, à, các bạn muốn học tiếp các cái trang bên thì các thấy cái chữ next này, next page này à, sang trang sau, à, các bạn lại học tiếp các cái câu hỏi ở cái trang tiếp theo, đó, hay là các bạn để ý là à, cái loại câu hỏi về à, giải thích từ ngữ, quyền lực trong công tác cán bộ là gì, thì cái loại câu này các bạn thấy rất dài trong các phương án, thì chọn phương án nào? À, là nó đúng trong cái à, căn cứ điều 2 rồi sau các phương án khác vì sao nó sai à, vì cũng có loại là chỉ sai khác một vài từ thôi hay là thêm bớt một vài từ trong cái định nghĩa là nó là nó nó khác nhau à, thì các bạn để ý là cái loại câu hỏi về phải giải thích từ ngữ thì phải soi à, phương án nào đúng rồi à, căn cứ căn cứ vì sao đúng thì căn cứ điều 2 phương án khác là sai là vì sao à, có thể nó sai khác vài từ ở các phương án sai ấy, thừa thiếu vài từ đó, loại đấy là các bạn phải soi trong quá trình học các bạn soi trước ấy. thì đến khi mà gặp loại câu đó thì là các bạn có thể chọn được phương án đúng ngay cái loại câu giải thích từ ngữ đây để căn cứ điều hai xin giới thiệu với các bạn cái phương pháp học loại câu giải thích từ ngữ thì phần mềm cũng hướng dẫn các bạn đây để có thể nhận diện ra cái cái cụm từ nào là thuộc vào quyền lực trong các cán bộ thì đó là một cái cách để các bạn nhận diện à, như vậy học trách nghiệm là anh có phương pháp của nó mà rất khoa học đấy và các bạn tìm được cái cách học là rất hiệu quả à, và chúng ta nắm tài liệu rất tốt à, thí dụ như cái câu tiếp theo cũng hỏi định lượng này à, có bao nhiêu hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ thì các bạn để ý ở đây là là hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ thì ở đây là căn cứ vào chương 2 đây thì các bạn kích chuột vào file các bạn tìm đến à, chương 2 đó thì ở đây là chương 2 tên của nó là hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ đó thì trong cái chương 2 này à, thì nó chia làm à, 3 nhóm điều 3 là một nhóm này là hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn điều 4 là hành vi chạy chức chạy quyền điều 5 là các hành vi tiêu cực khác như vậy À, nó sẽ chia làm 3 nhóm à, mỗi một nhóm là à, à, ở trong một điều à, vì vậy ở đây các bạn thấy là cái loại câu này các bạn phải phải tổng quát lên là nó có 3 nhóm à, cái cái nhóm hành vi lợi dụng lạm dụng chức vụ quyền hạn ở à, trong điều 3 điều 4 là hành vi chạy chức chạy quyền thì nằm trong điều 4 à, các loại hành vi khác thì nằm trong điều 5 vì vậy câu hỏi định lượng ở đây là có bao nhiêu nhóm hành vi tiêu tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ thì các bạn phải chọn ba nhóm để chúng ta suy ra là ba nhóm bảy nhóm bốn nhóm tám nhóm ba nhóm thì ở đây là ba nhóm hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ đó các bạn để ý loại câu định lượng này các bạn phải suy một chút đọc kỹ câu hỏi để các bạn tìm hay là loại câu hỏi mang tính chất định lượng tiếp theo là có bao nhiêu hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ thì ở đây hỏi toàn bộ là có bao nhiêu à ở trong cái hành vi này ở à chương 2. Thì à, căn cứ điều 3 thì các bạn thấy có 8 à hành vi lợi dụng làm dụng chức vụ. À, điều 4 thì hành vi chạy chức, chạy quyền có 6. Rồi hành vi các tiêu cực khác tại điều 5 có 5. Cho nên các bạn tổng cộng lại thì sẽ có 19 hành vi. À như vậy các bạn cộng lại là có 19. À, như vậy phương án đúng ở đây là 19 hành vi được xác định là hành vi tham nhũng tiêu cực trong công tác cán bộ. À, loại câu hỏi định lượng các bạn chú ý cái loại câu hỏi này thì các bạn phải tổng quát lên để các bạn suy ra. Đó, thì đó là câu loại câu uh, 29 Đó. rồi cái loại câu định lượng khác thì các bạn thấy rằng là à, thí dụ như là cái câu định lượng là bộ chính trị thể hiện quan điểm không được phép bố trí người nhà, người có quan hệ gia đình đấy à, có cùng cùng làm với người đứng đầu tại bao nhiêu cơ quan thì loại câu hỏi định lượng này thì các bạn để ý căn cứ khoảng 5 điều 6 thì các bạn phải có 13 tên cơ quan đó à, 13 cơ quan được liệt liệt kê ra thì như vậy các bạn thấy cái định lượng ở đây là 13 à, đó thì ở đây phần mềm hướng dẫn các bạn có 13 tên cơ quan đây là được liệt kê à, các bạn cứ như vậy là các bạn sẽ học tốt các phương án à, ở trong cái, cái phần mềm hướng dẫn các bạn cái phương pháp học ở đây trên nền vàng à, các bạn muốn học tiếp cái mục này hoặc hoặc mục khác thì các bạn kích chuột vào mục một lớn này nhấn nút trái chuột thì chúng ta lại quay lại cái trang chúng ta học lại cái mục này hoặc là học cái tài liệu khác để kết thúc phiên làm việc với phần mềm các bạn chỉ mũi tên chuột vào góc phải trên cùng màn hình nhấn nút trái cái hình người này để bảo mà bảo mật cái mật khẩu của mình các bạn thấy cái chữ thoát này đó À, thì các bạn nhấn nút trái sẽ thoát à, là các bạn tắt cửa sổ bằng cách dấu chiếu như vậy tôi đã giới thiệu với các bạn xong cái phương pháp học câu hỏi trắc nghiệm trên phần mềm hình thức trắc nghiệm chấm viên thông qua học tài liệu và quy định 114 trăm này à, về kiểm soát quyền lực và phòng chống tham nhũng à, tiêu cực trong công tác cán bộ thì à, các bạn có nhu cầu kết nối zalo với thầy giáo thạc sĩ lê văn quang theo số điện thoại chín một 0943078123 để được hướng dẫn các bạn phần mềm hỗ trợ cho các bạn ôn tập dự thi nâng ngạch công chức thăng hạng viên chức tuyển công chức viên chức ôn tập các môn kiến thức chung tiếng Anh thiên học theo hình thức trắc nghiệm các bạn xem video hoàn toàn miễn phí phần mềm hình hình thức trách nghiệm.vn cũng là phần mềm phi lợi nhuận xin giới thiệu với các bạn như vậy chúc các bạn thành công